Xin chào độc giả báo Thanh Niên, mình tên thật là Trịnh Công Tuấn, chủ kênh YouTube Ben Eagle. Hiện tại kênh YouTube của mình đã cán mốc 20 triệu người đăng ký và trở thành kênh YouTube có lượng người đăng ký cao nhất tại Việt Nam. Mới chỉ chưa đầy 4 tháng trước, anh Trịnh Công Tuấn, 33 tuổi, quê Bình Dương, là chủ kênh YouTube Ben Eagle, vừa hân hoan cùng các cộng sự chào đón cột mốc 10 triệu sub, chính thức nhận nút kim cương của YouTube. Thì ngay những ngày đầu tháng 4 năm 2024, kênh của anh Tuấn đã cán mốc 20 triệu người đăng ký. Tức là trung bình mỗi tháng, kênh này có thêm từ 2 đến 3 triệu người đăng ký. Con số bằng cả năm, hoặc thậm chí nhiều năm, để một nhà sáng tạo nội dung phải nỗ lực nhiều mới đạt được. Kênh YouTube Ben Eagle chủ yếu làm các nội dung liên quan đến võ thuật hành động, nhưng thể hiện theo cách hài hước, giải trí, phù hợp với cả thị hiếu người xem quốc tế. Bản thân anh Tuấn trước khi đến với công việc sáng tạo nội dung cũng là một đạo diễn hành động, diễn viên đồng thể chuyên nghiệp nhiều năm trời. Ví dụ như mỗi ngày Ben phải đăng 12 video mới lên trên kênh của mình đó. Và mỗi tuần á, là Ben phải bỏ 2 đến 3 ngày ra để đi quay video mới. Sau đó là sẽ đem về cho ekip ở nhà để dựng video. Bản thân mình cũng phải tham gia vào công tác dựng video luôn mới có thể kịp được. Và các bạn sẽ dựng liên tục từ sáng đến tối để mà làm sao đó đạt được cái chỉ số là mỗi ngày phải đáp ứng đăng được 12 cái video mới lên kênh của Ben Eagle. Khác với các nền tảng video ngắn khác, YouTube chia sẻ doanh thu cho các nhà sáng tạo nội dung trên Short, đem lại nguồn thu nhập không hề nhỏ cho chủ kênh Ben Eagle. Và bản thân Ben khi mà làm YouTube cũng kiếm được thu nhập khá tốt thông qua cái kênh của mình. Cái thời điểm mà cuối năm ngoái á, là có 3 tháng liên tục là kênh của Ben mỗi tháng tăng gần 4 triệu sub. Đó, và con số này Ben nghĩ chắc là một trong những con số cực kỳ cao hay có thể nói là cao nhất tại Việt Nam. Vì ở bên ngoài kia bên thấy có rất là nhiều YouTuber, rất là nhiều người họ xây kênh YouTube, thì để đạt được một tháng mà có được tăng cái lượng sub lên từ 3 đến gần 4 triệu người đăng ký trên kênh của mình thì thực sự rất là khó. Mặc dù không tiết lộ thu nhập cụ thể, nhưng chủ kênh Ben Eagle có cuộc sống khá thoải mái về tài chính. Anh vừa xây dựng một căn nhà siêu rộng tại Bình Dương cho bố mẹ, đồng thời liên tục làm các việc từ thiện và đặt mục tiêu sẽ mỗi tháng xây một căn nhà cho người nghèo ở các tỉnh thành tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 6 tới. Sau 10 năm khi mà Ben quay trở về đoàn tụ với gia đình thì Ben phát hiện ra là bố mẹ của mình đang ở trong một ngôi nhà rất là lụp xụp, có thể nói là một ngôi nhà nát nhất trong cái khu đó, và mình cảm thấy vô cùng chạnh lòng và rất là xót xa. Và ngay lập tức Ben đã phải bung tiền ra để xây cho bố mẹ một căn nhà mới. Và hiện tại căn nhà mới của bố mẹ Ben ở đó hiện tại đang là một căn nhà to nhất, khang trang và hiện đại nhất khu luôn. Hiện tại anh Tuấn mở một học viện đào tạo võ thuật điện ảnh và thực chiến ở thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đào tạo ra các diễn viên hành động. Học viện có khoảng 30 thành viên. Toàn bộ học phí anh đều sử dụng cho công việc thiện nguyện. Sắp tới, mỗi tháng Ben sẽ xây dựng một căn nhà tình thương cho người nghèo tại Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, những nơi nào mà giao thông khó khăn, không có lối đi hoặc là không có cầu bắc qua sông để cho mọi người đi lại, Ben cũng sẽ đến để xây cầu, xây đường để cho các bạn, mọi người có thể đi lại thuận tiện hơn, giúp đỡ mọi người ở vùng sâu, vùng xa. Ben sẽ nhận nuôi trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi tại Việt Nam để đầu tư vào thế hệ trẻ và tương lai của người Việt mình. Với tốc độ phát triển chóng mặt, trở thành kênh YouTube có lượng người đăng ký nhiều nhất Việt Nam, mục tiêu của đạo diễn hành động quê Bình Dương sẽ đạt được nút Ruby, tức là có 50 triệu người đăng ký vào cuối năm nay. Mục tiêu tiếp theo của Ben là chinh phục nút Ruby của YouTube, và Ben sẽ trở thành người đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút Ruby của YouTube tại Việt Nam.